Cái này mà trượt chân mà lăn một phát là xuống tận dưới hủm luôn. Chỗ này ngày xưa bọn em hay lên hái rau lợn tận đây cơ. Cái này trước bé lớp 6 hay lớp 7. Bọn em thích lên đây lắm, tại vì lên đây có nhiều quả ăn. Sau bọn em cũng lên đào cái gì để đi bán ấy. Một cân hình như là được mấy nghìn, 7 như là 10 nghìn gì đấy. Cái củ gì à? Đúng rồi, sau bọn em hay lên bọn em đào. Ngày trước bọn em thích lắm. Bây giờ lớn rồi và em đi xe mà không muốn đi, nó chỉ đến đi bộ. Thế nhưng nếu mà nó nắng đường khô thì đi vào đây cũng nhanh thôi. Qua đường nó mới mưa lại ngày nó. Với lại kiểu là đường đang mưa nhiều người đi xe quá đường không hết. Nhi sẽ hướng dẫn lại mình cách cách buộc cái gọi là cái này gọi là cái gì? Cái này là buộc cái tiếng Mông gọi là cái gì? Các chùa. Các chùa. Các chùa. Các chùa. Các chùa. Còn cái đựng kia gọi là lục cờ, còn cái này là các chùa. Đây, cách buộc rất là nhanh nhá. Nhi không biết làm đâu. Nhi thì hoặc mỗi phát chắc luôn. Đấy, không chắc luôn. Không cần phải ấy thêm. Đấy, Nhi sẽ là bao kia, còn mình bao này. Dạ. Tần trượt đi. Từ từ lại anh với nhà đi, đừng đi nhanh quá nhá. Kia sẵn sàng ạ. Bây giờ là đi được cắt ngang sang đường lạ cho Nhi đi trước, mình đi sau. Chuyến 2 thì có biết một chút kỹ năng để giữ cho cái này nó thăng bằng hơn rồi. Nhi còn bỏ cho thêm nữa ấy. Em vừa còn xin rút bớt đi đấy. Mà cái này cao tận mắc vào cành cây thôi. Đứng thẳng cái này thì là bị ấy luôn, bị mắc luôn. Đi được. Đi về gần như phải bò đất thì nó mới không bị vướng. Cái này mình dùng để gùi rơm mới gùi cỏ nhiều nên là mới cần nó cao đúng không? Nhanh quá không biết được. Ô cái cây này hay lắm mình nhìn thấy. Kia, cái cây thôi nhưng mà quả không phải của nó. À cái dây ấy gì? Anh tưởng nó mọc lên từ cái cây này thì làm cảnh được này. Nhưng nó ở dây thì... Cái gì em? Xuống cái đường ấy rồi đúng không? Khổ quá. Cái này nó cứ mắc vào. Nó phải gù cái này. Mà mình thì gù không quen. Lưng thì thẳng đuột ra. Ôi da, đến cái đường dễ đi hơn rồi. Lúc mới lên bảo sao anh ấy đi cứ gù gù như bò xuống ấy. Mà không bò xuống thì không thể đi nổi. Đỡ cho anh đi.
Đây lên nó lại bị mắc mất. Ui, mất thăng bằng. Được chưa? Rồi. Ủa, đi quãng đường cùng nhau, trọng lượng thì Nhi còn mang nhiều hơn mình luôn. Tại anh Tuệ là chưa quen đường. Ủa, Nhi phải mang nhiều hơn anh khoảng 5 cân. 5 đến 7 cân rồi đấy. Ôi, sau chuyến này có lẽ là anh sẽ vào anh phụ bếp đây. Xem sao mà bốc hành đánh chó vặt lông gà thì thôi. Chắc tối mới ăn làm thịt gà. Ừ. Làm cái gì thì giờ anh vào bếp, anh đi phụ bếp đây. Tối thì anh không ở đây được rồi. Mà tối hết pin rồi, không để quay cho mọi người xem mọi người. Mình không phải là lùn nhưng mà ở đây. Nhưng mà ở đây thì mọi người phải về. Về ấy chứ. Về tối phải về nhà chứ. Tối mọi người vẫn về mà, nhưng mà tối hôm sau ăn cơm ở trên này được. Ăn cơm trên này xong về nhà khỏi cần nấu luôn đấy. Ăn mấy giờ mà ăn trên này? Ăn sớm. Nhưng mà như thế đi ra vất vả lắm. Vất vả chứ. Nó tối. Đấy, ông nấu cơm ở dưới à? Vâng. Cô đi mót giấy ăn này nhé. À. Giờ chú mới bắt đầu gầy bếp à? À, bếp. À, nấu luôn ở trong cái hầm để sấy quả này. Nấu luôn đây là sấy quả luôn. Vâng. Đây là khi chưa chất củi vào, nhìn từ dưới lên này. Mẹ vừa nói nhớ. Mẹ vừa nói. Kiến trúc rất là hiện đại. Một tầng âm này, một tầng sấy quả này, một tầng ở. Nhưng mà tầng ở trên đấy thì thôi, không ở đâu đâu. Ba tầng luôn. Nên lúc xây quả là không được ngồi ở trên đấy nổi đúng không? Ừ, xây quả là ở đây, kiểu là ừ. Ngủ trong này trông luôn đấy. Ngủ ở cái sàn này à? Ừ. Sợ họ ăn trộm à? Không phải, kiểu là mình không có ai ăn trộm à, đâu. Mình ngủ ở đây để không khói, với lại mình trông luôn đấy. Trông nửa hay gì? Đúng rồi. Để củi các thứ. Để nó không cháy hả? Tầng xưa phải bị ăn trộm. Mỗi lúc đó họ chưa làm xong. Ừ, đập chết nó đi, tí nó đốt người khác. Không, đừng có đập. Nó tới bay thôi chứ còn nó cứ vào đây tí mình đập thì thôi rồi. Nó không có đàn đâu mà. Không có đàn nhưng mà nó đốt đau lắm. Đập chết đi là thôi, quạt gì đốt. Để anh đập cho. Đừng có đập. Đốt đau lắm ý. À! Đừng đập nó. Đập phát chết luôn vì nó kịp đốt. Ai à? Ừ. Được đấy. Chuyên nghiệp nhỉ. Chuyên nghiệp. Sợ đốt đau lắm. Giơ tay mà phát chết luôn. Giờ em chỉ cần cầm cái đít thì em dí vào nó vẫn đốt. Em phải dí vào ui. Đàn con bé bọn anh cầm cái đít này dí vào cổ nhau, ôi, khóc thét lên. Đấy. Ừ. Cái đít này nó vẫn thò cái ngoài ra này, ngoài nó vẫn sống, nó ngoái này. Sợ tay bận hết. Ừ. Ô cái đít này em chỉ chào vào anh. Thôi. Sưng u lên bây giờ. Em thì em không sưng. Anh sưng u lên luôn đấy. Em thì đốt xong kiểu là em như kiểu là mũi đốt thôi, chứ còn em không sưng. Anh sưng cả cục cũng thôi, vứt nó xuống dưới kia tí giận rồi nó bây giờ. Em thì em lại thích ở bên kia hơn. Bên kia là bên nào? Cái sườn bên kia. Bên kia nhiều cây to hơn nhỉ? Còn bên trên kia là thảo quả nhà em. Bên kia. Thế nhà em cũng vẫn phải đi đường này à? Nhà em đi đường khác. Thế đi đường tụt xuống dưới hùm này. Đi xuống dưới này à? Không, nhà em không đi đường này, nhà em lại đi cái đường lúc nãy mình đi xe xong rồi lại đi xe lên tiếp. Đi thêm tiếp ấy gì? Chú cu ấy, chú cu lúc nãy mà anh bảo ấy, chú cu với em thì nhà gần nhau. Kiểu là thảo quả gần nhau luôn ấy. À, thảo quả gần nhau. Còn đây là của bác Tính với lại bác Gia. Bác Gia là trên này tí, bác Tính đây. Còn của bác Chỉnh là xa hơn. Nên tốt thì xanh dần. Trồng này chả mất phân bón cái gì cả nhỉ? Chỉ mỗi đi phát cỏ phát kiếc thôi. Ôi, anh đã chặt xong cá rồi à? Ừ, chặt xong rồi. Cái cá này tí mình nấu lên à? Là nấu rồi. Có chim chắc là hái rau rừng rau vào nấu à? Vâng. Ở trên này chắc hái được cái cây rau chua đấy nhỉ anh nhỉ? À, trên này á? Vâng. Vâng, vẫn có. Đã bắt đầu sấy rồi đây. Khói lên rồi. Anh ở nhà sấy thảo quả đấy, anh không đi gùi được nữa đâu. Đường đi khó đi quá. Đường đi khó lắm, đau chân lắm. Toàn đá sắc thôi.
Này các chú bảo năm nay là nó năng suất nó thấp. Quá thấp luôn. Bình thường một cái chùm của nó phải một phải như này. Cái này hoặc cái là dài gấp đôi đúng không? Này là cái tạm thôi. Có những đoạn nó phải dài lên đây đúng không? Đúng rồi. Nên năm nay chùm nó chỉ có thế này. Nó chỉ bằng khoảng 1/4, 1/5 so với mọi năm. Vâng. Gọi là 1/2. Hẹn năm sau. Ví dụ như năm nay mà được 2 tạ thì bình thường nó phải được tầm 1 tấn đúng không? Đấy, nó phải gấp 5 lần. Đúng rồi. Ơi, ơi. Hỏi như lúc nãy anh hỏi là bán xong mà bổ con gì ăn đấy. Bán xong mà bổ con gì ăn? Bán xong mà bổ con voi, nhưng mà đây là có voi ở đâu bán. Ông ơi, thảo khô năm nay thì hỏi mua bao tiền cân? Thảo khô năm nay 105.000 một cân. Ê, mà Nhi bảo 14.000 một cân. Đấy là thảo tươi quá. Tươi hiện tại là 20.000 một cân. Tươi là 20. Ô, thế là em lộn à? Nhi bảo nhà Nhi được khoảng 3 tạ. 3 tạ khô thì được bao nhiêu? Chắc 3... em lộn. 30 triệu à? Không đến đâu. Thì 100.000 một cân cơ mà. Em nhớ là thì giả 1 triệu một yến thì 10 triệu một tạ thôi, 3 tạ thì trả 30 triệu à? Thế là em 3 tạ là được 30 triệu. Mua à? Là mua được một con trâu bé rồi đấy. Một tấn là có 100 triệu đấy. Năm 2017 giá đỉnh điểm nhất. Giá cao nhất hay là được mùa nhất ạ? Giá cao nhất là được mùa nhất, nhưng mà năm đấy là lú ở đây là đi hết. À, nó theo cái dòng khe, lòng khe đúng không? Năm đấy thì khô là được 380.000 một cân. Úi dùi, 380 một cân. Gấp, gấp, gấp hơn 3 lần bây giờ nhỉ? Bình tĩnh thôi. Không có hao đâu. Đây review món ăn ở trên gọi là hiện trường đi thu thảo quả. Cá nấu nước nước khe nhá. Bên chỗ đường cũ. Bên đường được cái đường đôi sang Yên Bình ấy. Đường mới ấy. Món cá chim nấu sắp được rồi nhá, chuẩn bị sang món thứ hai, có một cái bếp rồi. Ở trên bản thì hai món ăn phổ biến mà không phải xuất thân từ bản đấy. Tức là người dân hay đi mua về ăn, đó là cá chim và thịt gà đông lạnh. Hai cái món này là ở trong quán thì gần như lúc nào cũng có sẵn. Đây, cho một ít gừng vào không ạ? Vâng. Cá chim nấu gừng. Đây, có rau xanh đây rồi. Tưởng ấy ăn toàn thịt thôi. Chị mình tránh có mua tao ạ. Rau su su mọc trên rừng. Trước khi chết thì nó xuống. Còn món thịt xào nữa là xong. Tao, vào sắp cơm đi Nhi. Cơm đâu nhỉ? Cơm xong rồi. Gọi bà ấy về. Cần mấy bà vẫn còn đang ở trên rừng chưa chịu xuống nữa. Mọi người lao động rất là vất vả nhưng mà ăn uống thì cũng đạm bạc thôi. Đấy, thu sơ luôn đấy. Đấy. tùy thuật vào cái chất lượng mà ăn uống đấy. Có nhiều ăn nhiều, có ít thì ăn. Nhưng mà mọi người rất là khỏe. Ăn uống thì đơn giản vậy thôi, nhưng mà làm thì rất là khỏe, làm cả ngày từ sớm đến khuya. Rượu uống thì không biết say. Ngày vất vả tối uống đến 2 giờ 1 giờ. Rượu uống không biết say. Tranh thủ từ đây ra đường 24 giờ đường có giờ nghỉ. Không biết chọn. Cái sàn này của nhà ông có chịu được 15 người không đấy? Cái này chắc chịu được tải khá lớn mà. An tâm đi. Trong tải là cái này là an tâm rồi. À, có uống bia luôn à? Làm bia đi. Uống bia, kin bia chứ không phải là kin đấy à? À quên, nên là hầu bia chứ. Này nhầm sang tiếng Thái à? Lại kin bia với lại kin lẩu. Hầu bia với hầu chớ. Nhập ra tiếng Thái. Bây giờ em ở với người Thái nhiều hơn mà. Ở bản Thái trong Nghĩa Lộ hay là Kin bia. Có mà mình tránh cho khu cho tao. Không không mà. Tao đi rồi. Mình chủ sao lá. Này, giúp mình chênh vô này. Đấy, ngồi đây. Mua hải không? Hải có thể tao nhỉ? Hải không?
Ăn đói quá rồi. Mời ngồi. Rau thơm này là rau thơm ở dưới kia mang lên à? Trong chương trình luôn đấy. Cho cháu ngồi ngoài cho nó quay mâm tí cho nó sáng. Này đôi chị em phụ nữ ngồi trên à? Sợ cái sàn này không chịu nổi à? Thanh niên đàn ông này rơi xuống này cũng sao? Cháu lên trên ngồi được chỗ này rồi, cái đây chỗ bếp kia hai ba người đây nữa mà. Này chia thành hai mâm rồi. Thế cơ đây không Nhi ngồi đây. Ưu tiên mình Nhi ngồi đây để ghi hình cho vui. Mày vào đây Nhi. Làm diễn viên nhiều cho Thảo. Đúng rồi. Rau thơm này là rau thơm ở dưới cái mang lên hay là hái trên rừng vậy? Đâu trồng trên này này. Là khe này đâu, trồng ngay trong cái khe này này. Đúng không? Hả? Chắc có cái nào đâu. Đấy cách làm món ăn là cá nấu với nước lên đây, xong rồi là cho gừng này, cho ớt với lại rau thơm vào trộn lên. Đấy. Đấy là cách làm phổ biến của người Mông là hay trộn cùng với rau thơm, ớt và muối. Trộn luôn cho nó ăn. Cá lướng cũng thế mà cá nấu lên cũng thế. Đấy. Đấy đúng không? Đây gọi là cá gần nuột. Cháu thử món cá lướng rồi. Trước là cái món cá lướng cùng với lại bác Súa. Bác Súa ở trên cái ao ở đỉnh lên đây. Biết rồi. Đấy là đợt đấy là được món cá lướng các bác ấy làm. Chú ơi đấy để chú anh ấy đi. Vâng. Qua đây, ra đây mình muốn đây. Vâng. Thôi cho mời các ông nhá. Đây toàn các ông với các chú của Nhi thôi, cứ gọi các ông với các chú cho dễ. Vâng. Mời nhá. Vâng, chúc khỏe ông nhá. Vâng. Chưa. Mai mới mua mới mua. Thôi, năm nay mất mùa coi như là của để dành không ạ? Để sang năm, coi như cái tiền này mình để dành sang năm. Nhưng năm nay mình thu trước thì mình cũng tiêu trước thôi mà đúng không? Đúng rồi. Đua bằng hai cái que. Đua hai cái que. Giờ ăn như nào đây? Đây, bây giờ ăn tặng thôi. Cháu xin cái này. Cháu thử cái món đặc biệt, đặc trưng của người Mông này nhất này. Dâu thơm với lại ớt trộn với cá. Cái này nó không ấy, nhưng mà mình điều kiện tí thì nướng ở trên rừng thì ăn thì ra mới chưa đảm bảo. Vâng. Khó. Nhưng mọi người ai cũng bận việc nữa, thôi cứ làm nó chín ăn là được rồi. À, tạm. Bên này nhiều thì ở đây. Cho sang bên này ăn. Mà nỡ được thì ngon. Tuyệt vời. Nó không bị tanh. Chúng cháu sợ kiểu là đun vào sau nước lá đun thế nó tanh, nhưng mà trộn các thứ này vào không tanh nữa. Vâng. Ăn đi. Đây là đồ ăn mọi người mang phụ theo này. Đói ra ăn ngon đấy. Đúng rồi, cứ đói là ngon hết ạ. Ăn ngon. Này này. Ông lấy đũa này. Đũa tự nhiên. Vâng. Nhiều khi bạn bè của cháu dẫn lên bản chơi ấy, ăn cái gì cũng khen ngon, mì tôm cũng khen ngon. Lúc đói thì cái gì? Vì mọi người luộc gà xong rồi cho vào mì tôm vào đấy ăn. Ăn xong ngon đấy, ăn được mấy gói liền. Bảo về nhà mình cũng con gà đấy cũng được nên ăn mì tôm xong ngon. Và thật ra lên bản mãi mới được ăn, nhiều khi là muộn xong neo nó mệt, nó tiêu thụ hết năng lượng trong người rồi ấy. Thì lúc đấy ăn cái gì cũng ngon. Bình thường ở nhà thì có khi là toàn món ngon nhưng ăn lại chả thấy nó ngon. Cơm trắng này là cơm giống mới rồi. Cơm đen đen này mới là cơm giống của người Mông này. Cơm nguồn gốc trên này đấy. Cơm này ngon lắm. Vâng. Không quá nhiều là vừa vừa tầm được. Tính ra là bữa trưa trên nương là mình là đa số là cứ kiểu ăn kiểu tranh thủ ăn nhanh này thôi đúng không ạ? Đấy thôi. Vâng. Chính là mình ăn sáng xong rồi tối về mình mới ăn, mới lại ăn chính nữa. Coi như những người lao động trên này nó ăn ngược lại. Đấy. Vâng. Được là rất vui rồi, họ bữa chính là bữa trưa. Vâng. Rồi mình làm bữa trưa lại là bữa phụ. Vâng. Phụ lấy bác ăn đuối rồi, bác đâu.
Người Mông người đa số ở đây cứ sáng dậy sớm nấu ăn no. Đấy. Không là mang một ít cơm đi lên để ăn trưa. Vâng. Xong tối về với lại ăn tiếp. Đó. Tính ra như thế là mình là lúc nào mà ăn để làm là mình cũng ăn rất là nhanh chóng để cho công việc thôi. Đấy. Lúc nào uống rượu là ra uống rượu. Đấy. Còn làm là ra làm. Làm ra làm. Ăn ra ăn này. Rượu này tranh thủ lúc nghe xong xuôi việc đã. Xong xuôi việc rồi thì được thoải mái. Đấy, thoải mái. Vâng. Cay không? Cay, nhưng mà cay mới ngon. Ăn ớt mà không cay thì không ngon. Có lần cháu ăn cay nóng rất là ruột nữa. Nhưng mà cái mồm mà ăn vẫn thấy ngon. Cái ruột thì cảm giác nó không chịu được mấy. Cắt cay nó lại ăn cơm nó càng nhanh. Đúng rồi. Càng ngon. Càng vào được nhiều cơm. Tranh thủ cay. Càng hết cay càng phải cho nhiều cơm vào. Tranh thủ cay nó ăn nhiều cơm vào. Vâng. Cháu lên trên nhà ăn giao lưu trên kia xem thế nào. Cháu đi ăn giao lưu tí nhá. Vâng vâng vâng. Nghe này, lên nhà là đi bằng bậc qua cái rễ cái cây luôn. Ui, ôi, đi lên đây ăn giao lưu xem nào. Ôi, trên này đông thế. Ui, còn không chui được vào cái này thấp thế này. Ui, trên này đời sống văn hóa cao đấy, ăn này còn có cả video để xem này nữa. Trên này là 5-7 người. Ở dưới kia chẳng phải tầm 8-9 người đấy. Gần 20 người. Thôi chúc mọi người ngon miệng nhá. Cháu lên đi để xem mọi người thế nào thôi. Không ăn giao lưu được rồi. Nhìn không thấy bia rượu gì cả. À đây có bia đây mọi người không uống à? Hầu bia, hầu bia. Kim bia. Kim bia. Các bạn ơi, mình đã cùng với Nhi và tất cả ông bà cô chú của Nhi dùng nhanh xong bữa cơm trưa. Mọi người thì bây giờ sẽ tranh thủ nghỉ trưa khoảng 30 phút rồi, mọi người sẽ tiếp tục công việc của buổi chiều. Sau đó thì chiều tối thì gia đình mới sẽ làm cơm, mời mọi người, cảm ơn mọi người ở đây. Sau rồi mới trở về nhà, nhưng mà mình thì sẽ không ở lại để tham dự được đến buổi tối. Bây giờ mình sẽ trở về dưới huyện Mù Căng Chải thôi và có lẽ là sẽ đi chụp ảnh ruộng bậc thang tiếp. Còn Nhi sẽ ở lại cùng với các ông để làm việc. Chào các bác và chào các chú.